Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop thổ công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 198 ạ. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người bao gồm có là 19 con máy cao hàng Nhật Bản, và video của em ngày hôm nay cũng là một cái video xả kho nữa nhé mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, mà em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách mua máy ở trong cái video này thì nếu chúng ta mua đơn với 3 máy trở lên thì em sẽ reship cho mọi người ạ. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người cái con máy số 1 ở đây em có đây. Thì máy số 1 ở đây em có đây là một con máy của Shimano Honda Spin size 1000 ạ. Máy này tên của máy là Shimano Honda Spin 1000 và size thật của máy cũng là 1000 luôn ạ. Sao cước số 3 chúng ta vào được 65m. Máy này size 1000. Thì máy số một này ngoại hình của máy thì có bị bong tróc như thế này nha mọi người, nó bị trầy xước như thế này. Đây. Máy này thì chúng ta không gặp được tay quay ạ, cái tay quay này chúng ta không có gặp được. Nghĩa là chúng ta đổi được tay quay nhưng mà không gặp được nha, nó bị cái tay quay nó bị oxy hóa, nó bị muối ăn thì nó cứng cái vị trí nút này rồi, chúng ta không có nhấn vào chúng ta không gặp được. Ta đổi được tay quay sang bên trái bình thường nhưng mà không có gặp được. Khuyên đầu dây của máy này khá là sáng. Máy số 1 này cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải, gạt cước hoạt động tốt. Mô bin sóng lưỡi ga vẫn còn. Ngoại hình thì máy có bị trầy xước ở phần lưng máy thế này. Chúng ta đổi được tay quay trái phải và hoạt động của máy đây. Máy thì hoạt động khá là ok, quay rất khá nhẹ mượt nha. Không có vấn đề gì về cái hoạt động cả, chỉ có mỗi tội cái tay quay thế này thôi, cái tay quay nó không gặp được ạ. Chốt chặn của máy là hoạt động tốt ạ. Máy này size 1000 chúng ta câu cá nhỏ hoặc là chúng ta câu cần ISO là khá là ok nha mọi người. Máy số 1 là của Malaysia, của Singapore, máy này là của Singapore xuất Nhật nha mọi người. Máy số 1 này có giá là 150.000. Máy này nặng là 245g. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 đang có con máy Olympic có tên là Co70, tên của máy đây. Máy này thì full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy thì cái phần lưng của máy nó cũng bị bong tróc như này. Tay quay của máy thì khá là sáng. Đây, cái phần chân bắp nó cũng bị trầy xước ở đây nha. Máy này có Drito là 4.56. Cước số 3 chúng ta vào được 115m thì máy này tầm xa 2000. Tại cái dòng máy nó cái cấu đã, cái kiểu máy họ thiết kế nhỏ như này nha mọi người. Nhưng mà cái khả năng vào dây của máy này, cước số 3 vào được 115m thì tương ứng với size 2000 ạ. Và khuyên nó dây của máy như thế này nha. Máy này thì khuyên họ thiết kế có một cái đường rãnh ở giữa thế này. Nó rãnh đều luôn nha mọi người. Mô bin sóng máy này thì bị mất lưỡi gà. Mô bin sóng xoay và ống xoay nha, nhưng mà lưỡi gà nó bị mất. Lưỡi gà nó bị gãy như thế này nha mọi người. Máy này không còn lưỡi gà nhưng mà chúng ta vẫn xả được mô bin, vẫn trong được cái như bình thường thôi ạ. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, tay quay khá là sáng, và máy này thì chúng ta gặp bạn vào chúng ta gặp tay quay cũng bình thường. Máy này có Drito là 4.56, đổi được tay quay trái phải. Đây, máy quay rất là nhẹ nha, khá là ok. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Máy quay rất là êm và mượt nha, không có lỗi gì cả. Và máy này là của Nhật, máy số 2 có giá là 160.000. Máy này nặng là 245g. Máy này xài 2000 nhưng mà cái dòng máy nó thiết kế hơi nhỏ máy nha mọi người. Tiếp đến là máy số 3. Máy số 3 đây em có con máy của Ruby, dòng Ruby Ikusma. Ikusma 1000 tên của máy này. Máy này thì ngoại hình xấu nha mọi người, nó bị bong tróc ở đây ạ. Bị mất một cái nút để mà bạn đại cái đối diện tay quay thế này. Máy này ngoại hình nó bị bong tróc thế này. Máy này full carbon ạ, đổi được tay quay trái phải, mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Cước số 0.25 vào được 140m, 0.2 vào được 220m thì máy này tầm xa cũng khoảng 1000 đến 1500 á. Đây, cước số 3 vào được 120m, tầm xa khoảng là 2000 nha mọi người. Máy này size khoảng 2000, dòng này cối nó nhỏ nhưng mà nó cao như thế này. Và máy này có Drito là 5.1.
Cước số 4 thì vào được 90m, cước số 2 vào được 160m, cước số 3 vào được 120m ạ. Đây. Thông số của cước ở trên máy này. Tầm mà xa khoảng 2000. Ngoại hình của máy thế này ạ. Có vị trời xước ở đây và cái lưng máy thế này. Mắc một cái nút nhỏ phía tay trái thế này, cái nút đỡ vặn, cái nút tay quay ạ. Còn đây ạ, vị trời xước cái tráp bông tráp cái sơn ở phần tay quay gạt cước. Đây, gạt cước hoạt động tốt, khuyên đôi dao của máy này khá sáng nhé. Hoạt động của máy này. Máy này chúng ta câu cần ISO, câu cái hình cái giò hoặc là chúng ta câu lua rơi khá là ok. Máy này hoạt động bình thường nhé mọi người, không vấn đề gì cả. Và máy này là của Nhật, máy số 3 có giá là 160.000. Và máy số 3 này nặng là 274g. Tiếp đến máy số 4, máy số 4 đem có con máy của Ruby SX2M. Ở đây ạ. Máy này thì cối là bằng carbon, thân và tay quay là bằng kim loại nhé, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy này cũng khá là ok, trời xước nhỏ như này thôi ạ. Lưng máy ở đây. Cước số 3 chúng ta vào được 200m thì máy này dòng này cái ngoại hình là máy nó hơi nhỏ, em báo máy này xa tầm khoảng 3000 thôi nha mọi người. Cước máy này Garito là 3.4 ạ. Và con máy của Ruby, khuyên đôi dao của máy khá sáng nha. Gạt cước này. Hoạt động tốt ạ. Mô bin sóng này lưỡi ra vẫn còn. Cối của máy là bằng carbon, thân và tay quay là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy thì máy này ngoại hình đẹp nhé. Trời xước rất là nhỏ. Và dòng này là Ruby của Đài Loan xuất Nhật, Taiwan. Và hoạt động máy này. Máy nó quay rất là lực, quay rất là nhẹ. Chốt chặn hoạt động tốt ạ. Và máy này là của Đài Loan xuất Nhật, máy số 4 có giá là 180.000. Máy này nặng là 355g. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 thì ở đây em có con máy Ruby GX200. Máy này thì size thật của máy cũng tầm khoảng 3.000 ạ. Bởi vì dòng này máy nó hơi, cái cối nó nhìn hơi nhỏ. Mô bin sóng này lưỡi gà vẫn còn. Cước số 3 cũng vào được 200m ạ. Máy này size tầm khoảng 3.000 đến 3.500 nha mọi người. Khuyên đầu dao của máy đây. Máy sáng. Gà cước ạ, hoạt động tốt. Tay quay thì nó khá là ok nha mọi người, bởi vì nó bị bẩn như này, nhìn nó không có bóng thôi chứ nó không có bị bong tróc gì cả. Đổ được tay quay trái phải, còn máy này trên lưng máy này nó bị trời xước đây. Bong tróc ở đây à. Và hoạt động của máy này. Máy thì rất là nhẹ nha. Tất cả những con máy trên video em mặc dù đã video xả kho nhưng mà đều được bảo dưỡng khá là kỹ nha mọi người. Và máy này là của Nhật, máy số 5 có giá là 180.000. Máy này nặng là 342g. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 thì tương tự như máy số 5, cũng là Ruby GX200. Thì máy này bị mất một cái tem bên tay trái thế này, nhưng mà ngoại hình máy thì khá là sáng như này. Trài xước, có trài xước nhưng mà nhìn máy cũng rất là sạch, rất là sáng máy. Lưng mà những cái vị trí màu sơn của máy nhìn nó rất là chắc, tay quay của máy này, rất là ok nha. Khuyên đôi dao của máy đây. Gạt cước hoạt động tốt. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Cước số 3 chúng ta vào được cũng được 200m thì máy này tầm xa cũng khoảng 3.000 đến 3.500. Quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Và máy này cũng là của Nhật, bị mất một cái tem bên tay trái thế này thôi. Nhưng mà máy nhìn cũng rất là sáng. Tiếp đến là máy này nặng là 342g. Và máy số 6 này có giá là 200.000, máy này của Nhật ạ. Tiếp đến máy số 7 ạ. Máy số 7 ở đây em có con máy có tên là Baber S1000R. Tên của máy, dòng này thì của nội địa Nhật nha mọi người. Cước số 3 cũng vào được 200m thì nên là dòng này nó cũng tương tự giống như kiểu cái form máy, cái kiểu dáng máy thì cũng giống như bên của hai con máy Ruby, máy số 5 và số 6 ạ. Cối bằng carbon, thân và bằng tay quay là kim loại nha, đổi được tay quay trái phải. Tay quay của máy thì nó không có bị bong tróc gì cả, nhưng nó bị hơi bị tối màu một tí như thế này thôi. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, Corito là 3.4 ạ. Xa tầm khoảng 3.000. Mô bin sóng này, lưỡi gà vẫn còn, khuyên đôi dây của máy này. Thế là ok nha. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha. Gạt cước ạ. Hoạt động tốt nha. Máy này thì bị mất cái tem như này thôi, nhưng mà những cái màu sơn của máy nhìn khá là chắc. Trên cối thì có xước nhẹ như thế này thôi. Có xước như này. Có xước cái lớp tem ạ. Và hoạt động của máy này. Máy này quay rất là nhẹ nha.
cốc chạy hoạt động tốt. Và máy này nặng là 355 gram. Và máy số 7 này là của Nhật, máy số 7 có giá là 190.000. Tiếp đến máy số 8. Máy số 8 ở đây em có con máy của Suyumi. Và Suyumi là dòng máy Hàn Quốc nha mọi người, máy Hàn Quốc xuất Nhật. Máy này là full carbon, đổi được tay quay trái phải, không con máy đuôi chuột. Nó bị mất những cái tem nhỏ ở vị trí này. Máy này có Rito là 5.3 nha mọi người. Nhưng mà những cái máy này người ta lua khá là ok này, cái Rito khá nhanh. Đây, bị mất hai cái tem nhỏ hai bên này. Và cái nấm tay quay này, nó bị mất một cái miếng nhựa, cái miếng gỗ mà ấp vào cái vị trí này. Đây, nhưng mà nó vẫn hoạt động rất là ok, không vấn đề gì cả. Thì cái con máy số 7 này, số 8 này thì nó không có trầy xước gì cả. Chỉ có cái lớp tem này là nó có cái lớp nhựa nó bị muốn bong ra như thế này thôi nhé mọi người. Đây. Mọi người không thích người ta về người ta lột cái lớp nhựa màu trắng bên ngoài ra. Thì máy này nhìn nó cũng khá là sáng. Cước số 3 người ta vào được 130m thì máy này tầm xa khoảng 2.500. Mở cối. Ok, không vấn đề gì cả. Dòng máy của Suyumi ạ. Máy mắc hai cái tem nhỏ hai bên này. Size thật của máy là tầm khoảng size 2.500. Mô bên sóng nè. Lưỡi gà của máy vẫn còn ạ. Hoạt động của máy đây ạ. Máy quay rất là nhẹ nha. Dòng này người ta quay lui sẽ là mở tháo cái tay quay nha. Rồi cái tay quay này em xếp nó chưa chặt. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Máy quay rất là nhẹ nha. Và máy này là của Hàn Quốc xuất Nhật, máy số 8 có giá là 120.000. Và máy số 8 này nặng là 236 gram. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 thì ở đây em có con máy của Daiwa dòng Sprinter L2000 tên của máy. Và máy này cố là bằng inox, thân và tay quay là bằng kim loại nhé, bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Thân và tay quay là bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Máy này thì ngoại hình xấu nha mọi người, màn hình nó bị bong như này này, cái bong cái lớp sơn bong bên ngoài này. Còn cái thân bên trong. Khuyên nội dây của máy đây. Ok nha. Gạt cước hoạt động tốt. Size thật của máy, size thật của máy này thì cước số 3 chúng ta vào được. Cước số 3 thì vào được 100m ạ. Đây cước số 3 vào được 100m thì máy này size 2000. Thì dòng này cối nó dòng cối nông. Máy này mô bên sóng này lưỡi gà vẫn còn. Đây ngoại hình của máy, máy này ngoại hình xấu nha. Ta đổ được tay quay trái phải, đai qua. Máy quay rất là nhẹ nha. Nắm tay quay máy như này. Và máy này thắng bằng ABS, máy có thắng ABS nhé. Size máy 2000. Máy quay rất là nhẹ, chúng ta lua rơi. Cho lớp một khá là ok. Và máy này là của Daiwa, sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Máy số 9 có giá là 280.000. Máy này nặng là 290 gram. Tiếp đến máy số 10. Máy số 10 thì ở đây em có con máy Shimano Navi Alpha 2000. Máy này có bằng kim loại này, có bằng inox, thân và tay quay là bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Máy thì ngoại hình cái phần góc cạnh tay quay nó bị tróc sơn, tróc trầy xước này. Có thì cũng có những cái vết xước ở đây nha. Cước số 3 vào được 150m thì máy này size 3000. Nhưng mà cái cối nó nhỏ và lại cao. Những cái dòng máy mà cối cao này như thế này thì chúng ta ra dây cũng khá là nhanh. Gạt cước hoạt động tốt nè, khuyên nó dây của máy này, nó sáng nha. Những cái vết xước ở trên cối này rất là láng, nó không có bị nhâm ảnh hưởng nó cước mọi người đâu ạ. Mô bên sóng này lưỡi gà vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải ạ. Hoạt động của máy này. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn này hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 10 có giá là 300.000. Máy này nặng là 305 gram. Tiếp đến máy số 11. Máy 11 thì ở đây em có con máy của Daiwa dòng Sprinter 3500. Tên của máy thôi ạ. Còn size thật của máy, size thật của máy thì ở cước số 5 vào được 150m đây ạ. Cước số 4 vào được 200m thì máy này tầm size cũng khoảng là 5000. 5000 nhưng cái dòng bên dòng này carbon nó nhìn nó thân, cái ngoại hình máy nó nhỏ nha mọi người. Thì máy này em báo xa tầm 4.000 đến 4.500 thôi ạ. Cái dòng máy nó thiết kế cái form nó hơi nhỏ. Đây, khi nó bị trầy xước như thế này. Ngoại hình máy có trầy xước này. Khuyên nó dây của máy này, khá sáng nha.
Mô viên sống nè, lưỡi gà vẫn còn. Gà trước ạ, hoạt động tốt nè. Đổ được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy thế này. Và dòng này là của Daiwa Trung Quốc xuất nhập nha mọi người. Daiwa sản xuất ở Trung Quốc xuất nhập. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Máy quay khá là nhẹ và êm luôn. Không có lỗi gì cả. Và máy này là của Daiwa Trung Quốc xuất nhập, máy số 11, có giá là 300.000. Máy này nặng là 246g. Tiếp đến máy số 12. Máy 12 thì ở đây em có con máy của Daiwa Sprinter ST850. Máy này cố bằng carbon nhé, thân và tay quay là bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải. Tay quay của máy thì nó bị bong thế này nha mọi người, bong một vài vị trí thế này. Size thật của máy thì máy này size tầm khoảng là 4.000 nè, cước số 4 ta vào được 150m. Size 4.000 nha. Mô pin sống này, lưỡi gà vẫn còn. Máy Daiwa Sprinter, khuyên nó dây của máy này ạ. Và gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải ạ. Máy cái dây cước. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Khá là nhẹ vậy em. Chốt chặn này ạ, hoạt động tốt. Size của máy là 4.000 ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 12, có giá là 300.000. Máy này nặng là 405g. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 đem có con máy Shimano NLM-R1. Tên của máy, máy này có Ruto là 3.8. Và máy này thì có thể có đây, máy cước số 5 chúng ta vào được 175m, tương ứng với cước là với nhỏ 0.37. Cước số 4 vào được 220m thì máy này tầm xa khoảng 5.000. Khuyên nội dung của máy này ạ. Và mô pin sống. Máy này thì bị mất lưỡi gà nha mọi người. Máy size 5.000 ạ. Tay quay của máy như thế này ạ. Nó bị hồi số hóa bông thế này. Còn nhưng mà nhìn chung thì cũng khá là sáng. Thân máy này, máy này ngoại hình cái phần thân cũng khá là ok ạ. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Thì máy này là có 3 chế độ cho mọi người. Chế độ này là chặn nửa vòng nè. Còn chế độ là chặn ngay liền nha. Và máy này nặng là 394g. Và máy 13 này là của Nhật. Máy 13 có giá là 280.000. Tiếp đến máy số 14. Máy 14 thì ở đây em có con máy cũ thế này. Máy này chúng ta quay tay bên phải thôi, chúng ta không có đổi được tay bên trái ạ. Cái nồi của máy này nó bị, nó thiết kế bên là nồi sâu bên trong thế này ạ. Khuyên nồi dây của máy rất là ok nha. Gạt cước. Và size của máy này tầm cũng khoảng là 4.000 nha mọi người. Dựa vào cái độ lớn của cái cối bên trong này, size tầm 3.500 đến 4.000. Rồi hoạt động của máy này. Máy này quay rất là nhẹ nha. Máy nhẹ vậy em. Nghĩa là tạ cạo máy thế này. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Khá là ok. Và máy này nặng là 497g. Và máy này là của Nhật, máy số 14, có giá là 250.000. Tiếp đến máy số 15 ạ. Thì máy 15 ở đây em có con máy của Olympic Challenger VX1800. Máy này cối carbon, thân và tay quay là bằng kim loại nha. Đổ được tay quay trái phải. Cái máy này nó họ thiết kế cái vỏ ốp bên ngoài này bằng carbon nha mọi người. Nó bị bong tróc nè, cái phần sơn, cái phần thân máy như này thôi. Đây, nồi máy này. Còn vị trí này nhìn khá là sáng. Bong tróc này. Cước số 5 chúng ta vào được 200m thì cước này máy này tầm xa khoảng 6.000. Khuyên nó dây, gạt cước hoạt động tốt nè. Khuyên nó dây của máy này. Size thật của máy là size 6.000. Có Ruto là 3.82. Mô pin sống này. Cưỡi gà vẫn còn ạ. Tay quay của máy á, rất là ok nha. Chúng ta đổi được tay quay trái phải ạ. Và hoạt động máy này. Máy này thì hoạt động rất là ok. Quay rất là nhẹ và êm nhé. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Máy quay khá nhẹ nha. Và máy này là của Nhật, máy 15, có giá là 300.000. Máy này nặng là 451g. Tiếp đến máy số 16 á. Thì máy 16 đang có con máy có tên là Daiwa Custom 360.
Máy này full kim loại nha, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đây ạ, có bị bong tróc như này. Cối của máy thì khá là sáng. Cước số 7 chúng ta vào được 210m thì máy này tầm xa khoảng 8.000. Và mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên đôi dao của máy khá là sáng. Ngoại hình thì có bị bong tróc cái phần lưng như này. Gạt cước của máy này hoạt động tốt nha, đây nó bị bong tróc cái phần lưng này. Cối thì khá là ok. Đã đổi được tay quay trái phải rồi. Rồi hoạt động máy này. Máy này bị xào nhờ xào bạc đạn các mọi người. Xào có cái cách nào ta có thể thay bạc đạn được thì ta có thể chọn. Hoặc là nếu ta chấp nhận được cái tiếng xào này thì ta câu vẫn khá là ok. Máy này quay rất là mượt và nhẹ nha. Mỗi tội là bị xào bạc đạn nó kêu tiếng như vậy. Và máy này là của Nhật, máy số 16 có giá là 380.000. Size thật của máy là 8.000. Máy này nặng là 590g. Và ISO của máy là 4.8 ạ. Tiếp đến máy số 17 ạ. Máy 17 thì ở đây em có con máy có tên là Daiwa Sportmatic GS400. GS4000 ạ. Máy này thì chạy bằng 2 bạc đạn. Máy số 17 là bằng full kim loại nha mọi người, đổi được tay quay trái phải. Con này có chạy có ISO là 4.7. Cước số 10 chúng ta vào được 150m, 175m, cước số 8 vào được 215m. Thì máy này tầm xa khoảng 9.000. Mô pin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên bao giờ của máy này, rất là sáng nha. Gạt cước của máy hoạt động tốt. Và máy này thì có cốt trợ lực bên trong nha mọi người. Cốt trợ lực của máy này. Lưỡi gà của máy thì vẫn còn. Xa thật của máy tầm khoảng 9.000. Mô pin sóng ạ. Thì ngoại hình của máy thì cũng không có bong tróc gì đáng kể cả. Nó trài xước nhẹ như này thôi. Lưng máy trài xước ở đây nè. Ở đây. Và chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy này thì có quay rất là nhẹ nha. Có, nhưng mà có một cái lỗi là bị giọng cối như này nha mọi người. Máy quay rất là nhẹ. Máy có lỗi là bị cả cối. Quấn như cước rồi. Đây ạ. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Đó là tiếng cạ cối của máy nha. Cái này nếu chúng ta quay với tốc độ như thế này thì chúng ta cạo cá vẫn khá là ok. Không vấn đề gì cả. Và máy này là của Nhật, máy số 17 này có giá là 380.000. Và máy này nặng là 619g. Tiếp đến máy số 18. Máy 18 ở đây cũng giống như con máy số 17, cũng là Daiwa Sportmatic GX. Dòng này lớn hơn một tí, ở đây là 5.000. Cũng chạy bằng 2 bạc đạn. Và con này ngoại hình cũng khá cũng tương tự như máy số 17 ạ. Đây gạt cước hoạt động tốt ạ. Khuyên đôi dao của máy đây rất là ok. Ngoại hình thì có bị trài xước như thế này. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Và cước số máy này thông số cước số 8 vào được 240m, cước số 10 vào được 190m. Thì máy này xa tầm 9.500 đến 10.000 nha. Đây. Và dòng này cũng có cốt trợ lực giống như máy số 18 lúc nãy ạ. Máy số 17 ạ. Có trợ lực của máy thôi nè. Xa tầm 9.500. Đầy cước quá. Mô pin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Máy này vẫn còn lưỡi gà nha mọi người. Này, vẫn có xoay tiếng kêu. Quấn cước lại. Ngoại hình của máy này. Máy tầm xa khoảng 9.500, có cả cốt lực chạy bằng 2 bạc đạn. Và hoạt động của máy này. Máy thì quay cũng khá là nhẹ nha, nhưng cũng bị cả cối giống như máy số 17 ạ. Lực quay của máy rất là nhẹ nha. Chốt chạy nè, hoạt động tốt nè. Và máy này là máy số 18, máy của Nhật, máy 18 có giá là 400.000. Và máy này nặng là
667g. Và tiếp đến máy số 19, máy 19 anh em có con máy Olympic Let's Go Miro No 2 và máy chạy bằng 3 bạc vàng. Ngoại hình của máy này cối được inox, máy cối thì cũng còn khá là ok ạ. Có những cái vết nông tróc như thế này trên lưng máy này nè, bên máy thì cũng có những vài vết xước đây, tay quay máy thế này ạ. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha mọi người, gạt cướp rồi, hoạt động tốt nha. Khuyên đôi dây của máy đây. Và máy này nặng là 575g, có retro là 4.45 và cước số 10 chúng ta vào được 125m, cước số 6 vào được 190m. Thì máy này tầm size khoảng 8.000, cước số 8 vào được 150m, size 8.000 nha. Một bên sóng này lưỡi gà của máy vẫn còn, máy này lưỡi gà kêu cũng khá là to nha. Ta đổ được tay quay trái phải và hoạt động của máy đây, máy quay rất là nhẹ nha. Và máy này cũng bị xào bạc đạn nha mọi người, nó tiếng xào nè. Chốt chặn nè, hoạt động tốt rồi. Máy quay rất là nhẹ, bị xào bạc đạn. Khách nào có thể chấp nhận được cái tiếng xào của máy thì chúng ta câu vẫn khá ok. Và máy này là của Nhật, máy số 19 này cũng có giá là 380.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 19 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Và khách chốt hàng bằng cách có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là kết nối Zalo hoặc là có thể comment bên dưới video ạ. Và nếu khách hàng nào mà chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.